Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình phá game đầu tiên nha. Hungry Dragon. Let's go. Ok. Đây là chú dòng sai màu. Cũng ăn được rất nhiều con rồi. Wow, người tiếng Hom. Đây không phải người tiếng Hom mà là gọi là chủng tộc. Chủng tộc ngoài hành tinh, tiếng Hom. Let's go. Let's go. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. Troll Quest Video Game 2. Let's go. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3, Om Nom Run. Let's go. Wow, đây là một cửa rừng rất là đẹp luôn. Let's go. Oh my gosh, đi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 4, Ice Cream Bar. Let's go. Ok. Một chiếc chìa khóa. Rồi, let's go. Ở đây thì ông ta sẽ bắt cóc mất cậu bé này. Cậu bé cầm một khẩu súng điện. Mình sẽ cua vào này đi. Ok. Ở đây khẩu súng đang ở dưới đây. Nhặt luôn. Sự bình center. Let's go. Wow, ông ta đang gần đây. Ông ta nhìn thấy rồi. Ok. Đây là chiếc chìa khóa để các bạn lên cái chòi này và mở ở cửa chòi ra. Let's go. Cái hộp này là cái hộp được chiếc chìa khóa mà ông ta đã giam cậu bé kia. Các bạn phải tìm 4 ngựa này, các bạn mới mở được cái hộp này ra. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ gọi một cô gái về. Wow, nhưng mà ông ta đang ở đây. Chiu chiu. Ok, mình sẽ vào đây gọi cô gái đó. Jay. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes. Oh my gosh. And I managed to wow. Are the others okay? Oh my gosh. You okay? Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Wow, ngon. Còn 13 người cơ, rất là nhiều luôn. Oh my gosh, bị đẩy rồi. Nhưng vẫn xếp thứ nhất. Wow, may thật. Rồi, tiếp tục nào. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Scary Teacher 3D. Let's go. Chapter 5. Work. Yoo-hoo, sweetie. You're doing amazing. Oh, you fool. I'm playing you like a fiddle. Time for some self-care. Okay. Ông ta vẫn đang ở đây, mình phải đợi ông ta đi, lúc đó thì mình mới dám vào đây. Let's go. Ông ta vẫn chưa đi. Rồi mình sẽ đổi bát. Rồi, ok, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Scary Teacher here. Play. Number 1. Ok. Đây rồi. Một tấm bản đồ. Wow, ở đây có một cái vệt xanh, mình sẽ đi đến chỗ vệt xanh. Các bạn phải nhìn xung quanh nha, thì chỗ nào có vệt xanh các bạn sẽ chạy vào. Wow, kìa rồi. Oh my gosh, một cô gái đang bị rớt ở đây. Mình sẽ nhìn xung quanh xem. Kia luôn. Ok. Và cái cuối cùng này thì các bạn sẽ phải đi tìm một con thuyền. Và đó là lối thoát duy nhất để các bạn thoát khỏi hòn đảo này, thoát khỏi Scary Teacher. Mình sẽ đi tìm xem một chỗ nào có vệt xanh. Đây rồi, oh my gosh. Chạy trốn khỏi hòn đảo nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Roblox. Trong tựa game Roblox này thì có rất nhiều những loại game khác nhau. Các bạn có thể chơi những tựa game vui vẻ, giải trí hay là những tựa game kinh dị. Tentitan Background hay là Pika Epoch 2 Chapter 3. Rồi ok, mình sẽ vào đây xem. Wow, cái này có 22 giây rồi. 22 giây thì coi như mà không giải quyết được cái gì. Mình sẽ vào phần khác xem. Oh my gosh. Ok. You better be ready, Mr. B. Cái này là của Chapter X. Ok. Ok. Rồi, thuộc của Chapter S rồi. Oh my gosh. Những chiếc chìa khóa ở đây đã lấy rồi. Chắc những các bạn ở xung quanh đây đã lấy. Và mình sẽ tìm xem. Phải có người giữ anh chàng này cơ, thì lúc đó những người bạn mới đi lấy được. Anh ta không thể bắt mình. Ok. YK. tím. Let's go. Đây là màu vàng. Đó, các bạn đi xung quanh, sau đó tìm tất cả những chiếc chìa khóa rồi mở ra và tàu thoát ra khỏi nơi này, thoát ra khỏi Pika. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, New Zealand Hill. Play 1. Rồi, mình sẽ chạy vào điểm đây. Never true. Cái này chắc trên tầng 2 rồi. Chuẩn luôn. Tầng 1. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, let's go. Wow. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, bàn gì? Không gì đây. Vô bịch cây. Let's go. Đây là chiếc chìa khóa để các bạn lấy một món đồ. Oh my god, oh my god, không kịp bắn này các bạn này. Không hiểu sao mình đang bắn mà sao lại không kịp. Tài thật. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Ở đây. Live one. Đêm đầu tiên. Và bây giờ thì mình sẽ kiểm tra những chiếc cam. Wow, có một anh chàng, anh ta đang chuẩn bị vào. Đang vào rồi. Anh ta đang đi từ trong vào. Game zone. Các bạn mà quay sang cam khác là anh ta lại bắt đầu đi tiếp. Oh my god. Wow. Anh ta định vào tòa nhà này chăng? Và không biết anh ta sẽ làm gì bên trong ngôi nhà này. Có một tiếng kêu ở ngoài này. Không biết còn con quái vật nào không. Anh này đến tận đây rồi. Wow. Chắc là anh ta đi sang bên này. Wow. Anh ta đang ở đây. Ngoài này có một tiếng gì rất là khác lạ này. Không biết còn ai không. Wow, anh ta đi đâu rồi? Đây rồi. Anh ta vào trong ngôi nhà này. Đó, các bạn cứ bật, sau đó thì theo dõi anh ta xem đi thế nào. Đó, cái chương trình này rất là hay. Và anh ta đi trong này, sau đó thì anh ta sẽ sang một phòng khác nữa. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.